Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chống Covid ở Việt Nam, sai lầm, trách nhiệm và khắc phục. Tình hình đại dịch Covid-19 đợt 4 diễn ra rất phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành ở Việt Nam vượt mức tưởng tượng của mọi người, là hậu quả của chính sách chống dịch sai lầm cũng như của giới lãnh đạo Việt Nam. Vào hôm 16 tháng 9 năm 2021, Ban về phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, bác sĩ Phan Xuân Trung, người trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân Covid tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dù đã có sự chuẩn bị từ trước tại địa bàn, dịch xảy ra tốc độ lây lan quá nhanh, vượt mức sức tưởng tượng của mọi người nên mọi sự chuẩn bị trở nên tê liệt. Chính điều này đã làm cho số ca mắc Covid-19 và trở nặng tăng lên rất nhiều, tới mức vượt qua khả năng đáp ứng của hoạt động cấp cứu và dẫn đến cái chết của hàng loạt người dân, thiêu không kịp, phải đựng bằng container đông lạnh để thiêu dần. Hậu quả và hệ quả của các chính sách đối phó Covid-19 ở Việt Nam rất tồi tệ. Nó ở mức như thế nào thì người dân cũng đang chứng kiến và chịu hậu quả. Đây là hình ảnh người dân ở thành phố Hồ Chí Minh leo rào chắn để cách ly để mưu cầu sinh hoạt thiết yếu. Chính quyền đã bị động và lúng túng đến như thế nào? Mọi điều có thể rõ ràng nhận thấy trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Việt Nam là sự bị động và lúng túng trong điều hành, trong chống dịch. Theo bác sĩ Phan Xuân Trung chia sẻ, mặc dù là có chuẩn bị nhưng chuẩn bị không đủ và không lường trước được hết mọi chuyện, bác sĩ Trung nói. Cũng qua quan sát tình hình chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn, nhà phản biện độc lập từ Liên Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cho rằng việc bị động và lúng túng có thể còn thể hiện qua là chúng ta đã không chuẩn đoán đúng diễn biến của dịch và ở đây có cả vai trò của hệ thống giám sát dịch hoạt động chưa tốt và kể cả nhóm nghiên cứu tư vấn chiến lược. Tôi nghĩ rằng phần này đã làm cho thành phố Hồ Chí Minh không nhận định được tình hình dịch đã thay đổi. Tức là dịch đã đi vào trạng thái nội sinh, đã âm thầm nội sinh, âm thầm diễn biến trong cộng đồng, lan tỏa trong cộng đồng một thời gian khá dài rồi. Bác sĩ Tuấn nói thêm. Một điểm nữa, theo nhà phản biện chính sách y tế và cộng đồng này là chính quyền cơ sở đã không nắm bắt kịp thời tình huống. Khi phong tỏa sẽ đặt ra các vấn đề về các nhóm nguy cơ cao và vấn đề bảo trợ xã hội được đặt ra. Công tác bảo trợ xã hội, tôi cho rằng làm chưa được tốt cho nên làm tăng thêm gánh nặng, đè lên hệ thống y tế. Và sai lầm chồng chất sai lầm. Bàn về chính sách chống dịch Covid-19 ở Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung, bác sĩ điều trị Phan Xuân Trung cho rằng có những sai lầm chồng chéo lên nhau và ông lấy dẫn chứng từ chính sách cách ly tập trung và phong tỏa ở Việt Nam như sau. Có rất là nhiều sai lầm mang tính chất hệ thống, chồng chéo lên nhau đã cách ly thì mang tính chất cô lập bệnh ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên có chữ tập trung thì nó làm cho lây lan giữa những người không có bị nhiễm với nhau hoặc tạo ra những phong tỏa kéo dài. Đây là hình ảnh Hà Nội khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai với quy mô 500 giường. Rồi có những chính sách làm cho cơ sở y tế bị phong tỏa khi mà có bóng dáng một F0 nào đó đi qua. Nó làm cho tê liệt tài nguyên y tế. Đồng quan điểm về sai phạm trong chính sách cách ly tập trung và phong tỏa khắp nơi, bác sĩ Trần Tuấn từ Hà Nội cũng bình luận như sau. Các chính sách của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu hồi tháng 5, 6, thậm chí đến tháng 7 năm 2021 vẫn nặng về hình thái của hoạt động chống dịch mà chúng tôi nói ở giai đoạn đầu tiên, tức là giống như năm 2020 khi dịch ngoại xâm từ ngoài đi vào cộng đồng. Cho nên vẫn là cứ xét nghiệm chạy đuổi theo tìm F0 rồi cách ly tập trung làm trọng trách chính, thực hiện phong tỏa một cách rộng khắp. Chúng ta chưa định hình được đúng mô hình lâm sàng của loại dịch Covid này và chúng ta đã đi theo hướng như trước đây là tập trung hết F0, kể cả F1 vào khu vực điều trị tập trung, làm tăng nguy cơ lây lan, đồng thời làm mệt mỏi nguồn lực y tế. Đến khi dịch bệnh thực sự cần đến sự hồi sức cấp cứu chẳng hạn, lúc ấy nhân lực y tế cũng đã bị căng tràn một thời gian khá dài, đã khá mệt rồi. Cộng thêm những khi khối lượng bệnh nhân đổ dồn thì xảy ra vấn đề đáng tiếc mà tôi cho rằng cái này làm gia tăng tỷ lệ tử vong cao hơn như chúng ta đã nhìn thấy. Một điểm dễ nhận thấy trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Việt Nam là biện pháp phong tỏa, cách ly giữa các đơn vị hành chính trong từng tỉnh thành cũng như chủ trương chống dịch như chống giặc trên toàn quốc. Bình luận về điều này, bác sĩ Phan Xuân Trung, người tham gia chủ trương giúp nhóm giúp nhau mùa dịch tại Việt Nam đã nói: thiên tai xảy ra thì ắt nó mang lại hậu quả,
mà mọi hành vi của chúng ta nhằm mục đích cứu chữa, tức là làm giảm nhẹ hậu quả một cách khôn ngoan, chứ không phải là chiến đấu chống dịch như chống giặc hay là tạo rào cản bằng những phương tiện vật dụng vô lý và vô nghĩa. Cái đó tôi cảm thấy nó là rất ngây thơ trong chống dịch. Chống dịch đòi hỏi phải có kiến thức, có trí óc của các nhà chuyên môn, chứ không phải kiến thức của một nhà chính trị hay là an ninh. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam phát biểu trong cuộc họp chống dịch COVID-19. Câu hỏi đặt ra là ai đã chịu trách nhiệm? Với những sai lầm và hậu quả như trên, trước câu hỏi ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cũng tại thuộc hội luận tại đài BBC tiếng Việt, bác sĩ Phan Đình Hiệp từ Úc nhận định như sau. Chúng ta biết rằng ở Việt Nam trước đến nay chưa có thói quen chịu trách nhiệm. Thành ra vụ đại dịch COVID lần này thể hiện những yếu kém của giới lãnh đạo. Bà con lâu lâu xem trên TV, trên báo, các nguồn tin tức thì cứ lộn tùng phèo lên. Không thấy có người đứng ra chịu trách nhiệm, không thấy chủ tịch tỉnh hay bí thư nào đứng ra để thông báo cho người ta hàng ngày. Và vì không có chức năng chịu trách nhiệm ấy cho nên các vị ấy không bao giờ dám lên nói, vì nói sợ sai và sợ ai đó lại phải chịu trách nhiệm, chịu kỷ luật và cái đó người dân cũng lãnh đổ. Vị bác sĩ gia đình này đã nói như vậy. Và trở lại góc nhìn từ trong nước, bác sĩ Phan Xuân Trung tại Sài Gòn tiếp tục đưa ra ý kiến của mình như sau. Về trách nhiệm thì tôi thấy những người lãnh đạo có trách nhiệm đối với tổ chức của mình chứ không có trách nhiệm với dân thì tôi không thấy được chuyện đó. Có thể là trong tấm lòng, trong tâm tư của lãnh đạo thì có những người thương dân thật sự. Tuy nhiên, trách nhiệm với dân thì cũng khó mà để phân định, trong khi trách nhiệm đối với cấp trên thì nó rõ hơn. Tuy nhiên, qua quan sát cá nhân, ông Trung cho rằng dường như đã có người chịu trách nhiệm oan khi mà họ nói lên sự thật, và ông nói thêm rằng như là họ nói về có lẽ phải sống chung với lũ, sống chung với Covid chẳng hạn, thì sẽ có một lực lượng, một số nào đó không hài lòng, cho rằng đi chống lại đường lối của chính sách. Và lập tức cho người đó đứng qua một bên, làm một công việc khác, bác sĩ này nêu dẫn chứng như vậy. Đây là hình ảnh bên trong bệnh viện dã chiến ở Bình Dương. Việc chưa có thói quen chịu trách nhiệm cùng với sự cứng nhắc từ mệnh lệnh cấp trên đã khiến cho công tác chống dịch ở Việt Nam cũng phần nào gặp khó khăn. Và dường như mệnh lệnh từ bên trên rất là cứng, khiến cho lãnh đạo cấp dưới không dám nhúc nhích, không dám ho hè. Bác sĩ Phan Xuân Trung nhận định như vậy. Vụ việc Thủ tướng Phạm Minh Chính công khai phê bình lãnh đạo tỉnh Kiên Giang không nắm được số liệu khi chống dịch COVID-19 ngay tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ vào ngày 13 tháng 9 năm 2021, làm nổi bật lên vấn đề yếu kém của bộ máy nhà nước và các cấp tại Việt Nam. Ông nói tiếp, từ chỗ đó có thể gây ra những hậu quả mà do nó không phá rào được, trong khi có một số chỗ người ta phá rào được thì nó lại dẫn tới kết quả hay hơn như ở quận 7, quận 6 ở Củ Chi chẳng hạn. Cần hỗ trợ tài chính và khôi phục y tế phổ thông cũng là điều mà dư luận đặt ra hiện nay đối với nhà cầm quyền tại Hà Nội. Bàn về chính sách hỗ trợ người dân ở những khu vực bị phong tỏa tại Việt Nam trong thời gian dịch xảy ra, bác sĩ Phan Đình Hiệp có nói rằng việc cấm sông, cấm cửa, cấm chợ và không cho người ta ra đường, cấm quá mức mà tiền lại không giải xuống cho người dân, thì chúng ta nói thành tích kinh tế này kia. Nếu mà nói thành tích thì chúng ta phải chứng minh cái đó bằng cách cung cấp tiền cho người dân chứ. Dù có muốn hay không, nó xảy ra, tất cả mọi nước cũng đều thiệt hại kinh tế, và quan trọng ở hỗ trợ của người dân phải được đầy đủ, phải nhanh chóng để người dân còn được sống. Cùng quan điểm, bác sĩ Phan Trung Sơn chia sẻ những khó khăn của người dân mà ông có cơ hội quan sát khi tham gia cứu giúp, trợ giúp người dân Sài Gòn trong thời gian dịch bệnh như sau. Sự chịu đựng của dân chúng về kinh tế, theo tôi, đã quá sức, đã quá cạn kiệt rồi. Đây là hình ảnh vào hôm 8 tháng 9, hàng trăm người dân ở chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh phá chốt Covid, đòi tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Thực chất, số tiền hỗ trợ này chỉ có trên miệng của lãnh đạo và nói trên TV, chỉ ít có người nhận được tiền trong thực tế. Vị bác sĩ này nói tiếp, bởi vì chúng ta tổ chức cho nhóm giúp nhau mùa dịch từ lúc ban đầu, cho nên chúng tôi có cơ hội nhìn thấy thảm cảnh của dân chúng, và chúng tôi đã có nhiều lần cầu khẩn xin an sinh xã hội. Và để người dân có thể kiếm kế sinh nhai trở lại, vị bác sĩ này cũng đề nghị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có thể mạnh dạn mở cửa trở lại để hoạt động kinh tế trở lại càng sớm càng tốt. Chứ hiện nay, thành phố muốn mở cửa nhưng lại vướng tiêu chí chống dịch của Bộ Y tế, và những tiêu chí đó hầu như dính vô số giường bệnh, số xét nghiệm, số giảm, số mắc, mà không dựa vào thực tế là dân đói,
dân bệnh, dân chết, rồi nguy cơ doanh nghiệp bị chết, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, bị điên loạn, trầm cảm, tự tử, vân vân. Cái đó mới quan trọng, chứ những con số chích ngừa bao nhiêu, giường bệnh bao nhiêu là chuyện trên bản giấy. Cái đó không có giá trị để xử lý dịch. Bác sĩ Trung đã nói như vậy. Và với những bệnh nhân đang bị bệnh nền khác và cần điều trị, bác sĩ Phan Xuân Trung cho rằng những đối tượng này cũng cần được quan tâm và điều trị càng sớm càng tốt để tránh dẫn đến tình trạng hậu quả đáng tiếc. Ông nói, tôi được chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh bệnh nhân không được chữa trị, bệnh nhân mãn tính, bệnh nhân có bệnh nền ung thư, tiểu đường, suy gan, suy thận, tai biến, vân vân. Trong suốt mùa dịch, những bệnh nhân này hầu như bị bỏ rơi bởi vì tất cả các bệnh viện đều tập trung chống Covid cả. Bác sĩ Trung đã nói. Và hệ thống y tế phổ thông của chúng ta đang bị đóng băng. Hiện nay chúng ta cũng thấy là ngân hàng máu không còn máu, thuốc đặc trị cũng không có, những tài nguyên về y tế đang bị đóng lại. Và y tế mà đóng lâu dài kiểu này thì dẫn đến tình trạng là những bệnh nhân không được điều trị đó sẽ chết trong khoảng thời gian sắp tới. Chứ còn như bây giờ chúng ta tập trung hết mọi nội lực vào Covid-19, tạm thời bây giờ đám cháy đang dần tắt, cho nên tôi quan tâm đến phần y tế phổ thông cho bệnh còn lại cần phải tái lập sớm. Bác sĩ điều trị Phan Xuân Trung chia sẻ quan điểm riêng của mình như vậy. Và tính đến ngày 15 tháng 9, gần 40% dân số Thái Lan đã tiêm mũi 1, 19% tiêm mũi 2. Cùng thời gian thì Việt Nam tính đến ngày 14 tháng 9 mới có 6% dân số được tiêm đủ 2 mũi vaccine, 26,6% tiêm 1 mũi. Tỷ lệ này tương đương với châu Phi mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021 với bản tin Chống dịch Covid-19 ở Việt Nam, sai lầm, trách nhiệm và khắc phục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.